đô số 19, địa chỉ thửa đất tổ 5 phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Diện tích 122m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài, nguồn gốc sử dụng nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tài sản gắn liền với đất, nhà xây tường gạch mái bằng 2 tầng, diện tích xây dựng là 110m2, diện tích sử dụng là 200m2. Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đảm bảo và giấy tờ khác kèm theo bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số BL266079 do Ủy ban Nhân dân thị xã Lai Châu cấp ngày 18 tháng 9 năm 2013, số và sổ giấy chứng nhận CH00602, giá khởi điểm 2 tỷ 700 triệu đồng, bước giá 130 triệu đồng, khoản tiền đặt trước là 270 triệu đồng. Nơi có tài sản đấu giá tổ 5 phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Tiền đặt trước 270 triệu đồng. Thời hạn nộp tiền đặt trước là trong 3 ngày 22, 23, 24 tháng 6 năm 2021. Hình thức nộp, người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Lai Châu, số tài khoản 7800-201-009-750 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Lai Châu, chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 3 tháng 6 năm 2021 đến ngày 23 tháng 6 năm 2021. Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Lai Châu. Điều kiện đăng ký đấu giá, tổ chức cá nhân trong nước có nhu cầu mua tài sản và không bị cấm theo khoản 4, điều 38 luật đấu giá tài sản, có đơn đề nghị được tham gia theo mẫu quy định. Tại thời điểm tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự và nộp đầy đủ phí khoản tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Cách thức đăng ký đấu giá, người có đủ điều kiện tham gia đấu giá mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Lai Châu hoặc qua số điện thoại của đấu giá viên, đồng chí Hà 0988-646-966. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 5 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, sự kiện đã trở thành dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với lịch sử, làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc Việt Nam. Dịch bệnh đang cơ bản được kiểm soát tại các điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều phương án hiệu quả đã được các địa phương triển khai để sớm khoanh vùng dập dịch. Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 chính thức diễn ra vào tối nay tại Hà Nội. Nhiều hoạt động đóng góp thiết thực được cả cộng đồng cùng chung tay hưởng ứng những ngày qua để có vaccine sớm nhất tiêm cho người dân. Gần nửa năm, vốn đầu tư công cả nước mới giải ngân được khoảng 1/5 kế hoạch. Người đứng đầu các bộ ngành, địa phương phải có trách nhiệm thúc đẩy giải ngân nhanh nguồn vốn này để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh. Thưa quý vị, sáng nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Bến Nhà Rồng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2021. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi dọc chiều dài đất nước, chọn bến cảng Nhà Rồng là nơi lên tàu rời xa Tổ quốc, bắt đầu một cuộc hành trình vĩ đại kéo dài suốt 30 năm để tìm ra con đường cứu nước theo cách riêng của mình. Nhấn mạnh với hành trang là đôi bàn tay, sức lao động, nhưng bằng ý chí mãnh liệt, nghị lực phi thường, bằng tình yêu Tổ quốc vô bờ bến và bằng sự kiên nhẫn trong lao động, học tập, nghiên cứu, khổ luyện, trong hành trình ấy, Bác đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, chọn lọc và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo, học thuyết cách mạng tiên phong ấy và thực tiễn Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, tư tưởng lấy độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường Bác chọn vẫn luôn là kim chỉ nam, mãi soi sáng, dẫn dắt toàn đảng, toàn dân ta tiến về phía trước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc hôm nay.
Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày chuyên đề Người đi tìm hình của nước. Hơn 300 bức ảnh, tài liệu và hiện vật được bài trí công phu và thiết kế thành 8 phần nội dung. Đó là 8 câu chuyện được kể với công chúng theo các giai đoạn hoạt động cách mạng của Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Lễ trưng bày đã giới thiệu về hành trình gian nan đầy ý chí và nghị lực của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trong suốt 30 năm bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục với gần 30 quốc gia để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Mỗi tài liệu, hiện vật là một câu chuyện lịch sử trong hành trình tìm đường cứu nước vô cùng gian khổ, thế nhưng đầy nghị lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vượt qua những khó khăn gian khổ ấy, người đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Giành lại tự do, độc lập là khát vọng cháy bỏng của các dân tộc bị áp bức, và Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những biểu tượng cho ý chí và khát vọng đó trên toàn thế giới trong thế kỷ 20. Kỷ niệm 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước cũng là dịp để thế hệ ngày hôm nay không chỉ hiểu hơn về hành trình tìm kiếm, lựa chọn con đường cứu nước, mà còn nhận thức sâu sắc hơn nữa về khát vọng, quyết tâm của người trong quá trình hiện thực hóa con đường ấy. Mục tiêu cao nhất là đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Đáp lời người, từ đêm hôm 19 tháng 12 năm 1946, Thăng Long đã thành chiến địa. Nhân dân Việt Nam bắt đầu cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh với một niềm tin tất thắng. Thực dân Pháp quay trở lại thì người lại tiếp tục là khẳng định là phải đấu tranh để mà bảo vệ cái nền độc lập dân tộc mới giành được. Đảng ta đề ra đường lối kháng chiến toàn dân. Hồ Chí Minh diễn giải như này: hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Kháng chiến toàn diện thì Bác lại nói: ai có súng dùng súng, ai có gương dùng gương, đánh địch bằng mọi vũ khí trong tay, tức là kháng chiến toàn diện. Tức là Bác nói những cái câu đấy thì ai cũng hiểu. Và những cái lời lẽ của Hồ Chí Minh đều toát lên một cái sức lôi cuốn rất là kỳ lạ. 20 năm sau, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của cả dân tộc được cô đọng trong câu nói đã trở thành chân lý: không có gì quý hơn độc lập tự do. Khẩu hiệu hành động quy tụ, đoàn kết và thôi thúc cả triệu người. Sau lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, chúng tôi lúc ấy là chưa đến tuổi, nhưng mà các anh đã viết đơn tình nguyện xung phong đi nhập ngũ. Đỗ tốt nghiệp lúc đó là sẽ vào các trường đại học, nhưng hầu hết là chúng tôi là đều viết đơn tình nguyện là sẵn sàng lên đường. Chúng tôi đi dưới cái quốc kỳ, quân kỳ, và hát vang cái bài hát mà bây giờ trong đầu tôi vẫn luôn luôn nhớ được cái bài hát đó là: ôi miền Nam,